Tại buổi tiếp xúc của tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với cử tri của quận Bình Thạnh ngày 19 tháng 6, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, thủ thiêm là dự án lớn, kéo dài và đang có nhiều ý kiến khác nhau. Thành phố vẫn đang chờ kết luận thanh tra để xử lý nghiêm những vấn đề tại dự án này. Hiện chính phủ đang khẩn trương, khi có kết luận, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý và cá nhân làm sai phải chịu trách nhiệm. Thông tin về Thủ Thiêm cũng được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ tại buổi tiếp xúc của tổ đại biểu Quốc hội với cử tri quận 3. Có thể tuần sau nếu không có gì thay đổi, dự kiến Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sẽ có ý kiến, trên cơ sở đó, thanh tra chính phủ sẽ có kết luận chính thức.